À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm bữa là em cũng đã nói với bác là có hai sợi dây của Udin 2 ấy, là cái dây này là khách bom hàng ấy, là em thanh lý rồi các bác. Đấy, thì hôm bữa là thanh lý cho các bác này. Thì đây hôm nay em quay lại cho các bác để cho các bác nào chưa biết đến cái dây này thì các bác có thể tham khảo nha. Thì có hai sợi này là em thanh lý thôi. Đấy, giá cực kỳ là tốt nha. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Đấy, các bác đi nhận hàng, kiểm tra đúng với cái chất lượng sản phẩm rồi lúc đó các bác thanh toán tiền rồi nhân viên giúp em ạ. Đấy. Rồi, thì đây, trước mặt các bác đây chính là những sợi dây nguồn Udin 2 này. Dây của nó thì còn đầy đủ bao bì yếu ức, rất là đẹp nha các bác. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết này, từ cái đầu dây đến dắt cho các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, các bác nhìn, đây này, Udin 2 này. Đó. Này, mã của nó đây, 0280. À, thân dây của nó này, dây thì cực kỳ đẹp nha. Đấy, thân dây của nó này, qua thế chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, đã thấy chưa, cực kỳ là cao cấp nha. Dây này các bác nhìn đây, những sợi lõi bạc đan xen này. Dây này cũng khá là to nha các bác, bán dây khá là to đó. Đấy, nhìn một sợi dây nguồn Udin 2. Dòng này thì nó dài 1,5 mét nha các bác. Đó, đầu dắt của Hulu. Đấy, Medi Nugera này. Đấy, quay nhìn này, rất là đẹp. Bây giờ tôi quay anh em xem cái chân dắt của nó này. Đấy, chân dắt của thằng này thì nó đều được mạ vàng công nghiệp 24K nha các bác nhìn nha. Đấy, mạ vàng công nghiệp 24K. Thẳng cấp cho các bác chơi những dòng dây nguồn như thế này nha. Đấy, nó là dòng 2N này. Đó, dòng 2N. Đây. Và đây là cái đầu cái của nó này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, dây của nó không chảy xước một tí nào, rất là đẹp nha. Dây còn cực kỳ đẹp, hai sợi như nhau nha các bác. Đấy, hai sợi như nhau. Còn rất là đẹp, rất là mới, các bạn nhìn được. Udin 2. Chất lượng của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Có hai sợi thôi nha. Đấy, cái sợi này là hôm bữa là em có báo của bác ấy là đặt dây nguồn dây loa ấy, là thì cái dây loa thì em bán rồi, còn hai dây nguồn nha. Em đây em đang thanh lý rồi cả bác thôi. À, dài 1,5 mét. Và cái sợi dây nguồn như này nha, một sợi như này thì giá em bán cho bác, nếu mà giá nhiều chỗ vẫn đang bán là 6 triệu rưỡi nha. Thì bên em bán cho các bác mức giá là 4.900.000 một sợi, 4.900.000 em thanh lý nha. Em có hai sợi. Đấy. Thanh lý giá tốt cho tất cả các bác. Các bác làm lấy hai sợi thì báo em. Đấy, em cho giá tốt nữa. Đấy, tại vì em thanh lý thôi. Thanh lý giá gốc rồi các bác nha. Đấy, chứ không có lời lãi, không cần lời lãi những cái sợi dây nguồn như này nha. Đấy, cho anh nhìn. Đấy, còn những sợi dây nguồn này về mà các bác sử dụng nha. Các bác thay thế những con dây nguồn zin theo máy, cải thiện cực kỳ là tốt cái chất âm rồi các bác, mà phát huy tối đa. Đấy, cái khả năng cái con âm ly hay con đầu CD của các bác nhá. Cực kỳ tuyệt vời cái dây nguồn như này. Đấy, các bạn thấy cực kỳ là đẹp nha. Đấy, nhìn thấy chưa, thân dây này. Đấy, giá là 4.900.000 một sợi nha, 4.900.000 một sợi dây nguồn lọc đốt. Đấy, thì ông thanh lý hai sợi này. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu thì các bác cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nhá. Đấy, nhìn nhá, em quay chi tiết cho các bác xem đó. Đầu đực đầu cái này, những cái lòng đầu rắc được đầu mạ chrome này các bác xài rất là tốt nha, nó không bị oxy hóa được đâu. Đó. Rồi, thì chủ yếu hôm nay em quay sơ qua cái này để em thanh lý cho các bác thôi, chứ dòng này thì chi tiết sản phẩm thì em giới thiệu các bác cũng rất là nhiều các cái clip rồi. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em thì em sẽ gửi hàng cho các bác nha. Rồi, thì cảm ơn tất cả các bác trong suốt thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ những kênh YouTube của bên Huy Cường Audio nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.